Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 98. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ thứ 22. Xin nhắc đại chúng là kinh Bát Nhã, tức học kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là mình học cái kinh mà nó bồi dưỡng cái trí tuệ, nó để đạt tới cái đỉnh cao tột của trí tuệ. Về cái phương diện nhận thức chân lý là học kinh này nó bồi dưỡng cho người ta có cái khả năng nhận thức cao tột, cùng tột về chân lý, cho nên gọi nó là ba la mật. Vì vậy cho nên những cái gì bình thường á mà, thì chúng ta có thể tự văn như tư, tư như tu, tự giải quyết vấn đề, không có gì khó khăn. Mình học rồi mình phải vận dụng ra trong cái cuộc sống hàng ngày, thấy, nghe, tiếp xúc ở cuộc đời, chứ không phải học Bát Nhã rồi chỉ hiểu bài bản nội trong kinh Bát Nhã thôi, không phải vậy. Tôi nói ví dụ như đây nè, có câu hỏi là nhờ giải thích dùm cái câu ngạn ngữ này: ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại. Để là ngạn ngữ Việt Nam, cái này cần gì phải hỏi tôi, không cần hỏi ai hết. Điều thứ nhất, cái này, cái tài lịch này nè, chắc chắn là in không có xin phép rồi, không có xin phép của văn hóa, của thông tin. Tài lịch này là có thể là tài lịch kéo lụa, mượn cái bản thảo của ai đó, xin bản thảo của ai đó rồi kéo lụa mà in, chứ không có xin phép là có thể điều đó không sai rồi. Đó là một cái bất hợp pháp rồi, đó là trộm cắp văn tự tài liệu của người ta. Và để bào chữa cho cái việc mà làm sai trái của mình, nó để câu này vô: ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, để bào chữa rằng phe ta là được thành Phật thành tiên. Còn cái phe mà đối lại đó, mà không phải phe ta đó, cái đám đi chùa đi chiền là bán thân bất toại. Nói như vậy thì làm sao mà lý luận được? Trong một số 1.000 người cũng có thể 1, 2, 3, 4, 5 người gì đó có thể bị bệnh bán thân bất tại, điều đó có. Nhưng mà không phải ai đi chùa đi chiền đều bị bán thân bất toại. Còn trộm cướp là làm tội lỗi giết người, ta gọi là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mà những cái chuyện xưa đó mà, những cái chuyện mà ta giết ở trong chuyện để dạy đời đó mà, ác lai ác báo đó. Nghĩa là hỏi chứ, thưa ni sư, chứ Phật dùng cái gì? Vị ni sư nói Phật dùng cái lòng, rồi xé cái ngực mình ra, lấy cái bộ đồ lòng mình dâng cho, gửi cho ni sư đem về cúng Phật. Đó cái là thằng ác lai á. Do đó mà được Phật thọ ký rằng là cái người này đã được thành Phật. À, đó là câu chuyện người ta viết, cái như cái chuyện kiểu mà của Cống Quỳnh đó mà, chuyện viết để mà răng đời, hoặc là để mà mỉa mai, để mà công kích, để mà đập đổ vậy thôi. Chứ còn như mình bây giờ mà mình ăn trộm ăn cướp mà tại cuộc đời này mà thành Phật thành tiên, sao cho được? Cái điều kiện mà để mà ngộ nhất thời tu nhất kiếp đó không phải ai cũng làm được. Mà nói như vậy thì là nó không có gì đáng nói. Cái này là phải bỏ ngay thôi. Cái câu như thế mà gọi là ngạn ngữ Việt Nam sao được? Nhưng mà lẽ ra là tôi không muốn nói cái này nè, nói cái này nó đụng chạm tới cái người này nè. Đụng chạm cái người mà làm cái câu ngạn ngữ này.
để đụng chạm tới cái người làm cái lịch này nè. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc là có thể tôi không trả lời, có câu tôi không trả lời đâu nha. Cái này là mình học Bát Nhã Ba La Mật thì mình phải biết đó chứ. Về lấy thử tài lịch thì kiểm tra, có thể là lịch in lậu chứ không phải là lịch có phép. Bây giờ ta đi học, học vào trong kinh điển, và lẽ tất nhiên là học Bát Nhã Ba La Mật thì những cái tầm thường là mình phải giải quyết hết. Giống như mình học nấu ăn, nữ công, gia chánh, trên những cái bậc mà quyền quý cao sang trên cõi đời, thì lẽ đương nhiên là mình nấu ăn tầm thường cho gia đình, cho bè bạn là dễ dàng thôi, tự mình giải quyết. Mình đem nấu, mình pha chế thêm đồ ăn, làm sao cho nó ăn ngon thôi, chứ đâu có phải là học cái thầy giáo dạy nữ công thế nào, gia chấm thế nào, nấu ăn thế nào, mình nấu y như vậy làm sao mình làm nhiều được. Thì dạy mình nấu mẫu mỗi thứ để có kilo gà, nửa kilo tôm, 100 gram là nạc gì đó, thí dụ vậy. Nhưng mà mình nấu ra là cả 100 người ăn, 500 người ăn là mình phải thêm nhiều chứ. Thì cái đó là mình phải nhân nó ra, lấy cái chất liệu nấu đó rồi mình nhân nó ra. Hồi trước đem một muỗng bột ngọt, giờ mình đem thêm 10 muỗng, thí dụ vậy. Nhưng mà nói trên giờ bột ngọt người ta không có khuyến khích ăn nữa đâu nha. Bột ngọt độc lắm, sách báo tấn công vì bột ngọt rất dữ. Cả thế giới, những nhà thông thái ở thế giới người ta cũng khuyên bớt ăn bột ngọt, ăn ít, ăn nhiều có hại. Bây giờ tới cái đoạn thứ 27, phải hiểu thế nào về một Như Lai, về một Đức Phật. Tôi Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu gì về Như Lai của Phật nói. Đây, cái này là nói nhiều lần lắm rồi, học Bát Nhã Ba La Mật nói rất là nhiều lần. Cái từ Như Lai là cái từ tôn xưng cao quý nhất trong các cái đức hiệu để mà người ta tôn xưng về Phật. Như Lai là chỉ cho pháp thân Phật, cái bản thể chân như, gọi đó là như, mà duyên khởi ra cái hiện tượng, sự vật hiện tượng, đó là Lai, đó là nghĩa của chữ Lai. Chữ Lai là theo nghĩa chữ Hán Nôm, chữ Lai đó là lại, là đến, là mới xuất hiện. Ví dụ như từ đâu nó lại đây, từ đâu đến đây, hoặc là cái gì đó từ trước giờ chưa có, bây giờ nó xuất hiện. Đó là nghĩa của chữ Lai. Chữ Như là chỉ cho cái bản thể như như. Cái đó nó xa rời cái ngữ ngôn, xa rời cái văn tự, xa rời cả ý nghĩ mà người ta nghĩ, không có tới nó được. Từ nơi cái bản thể chân như, như như đó mà nó duyên khởi ra các cái hiện tượng. Hiện tượng tức là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, từ vật lớn cho tới vật nhỏ xíu, mà nó có cái dáng vẻ, cái khuôn khổ của nó, thì đều là một hiện tượng, đều là một vật. Thì cái đó từ cái bản thể chân như mà nó duyên khởi, nó hình thành ra. Mình có thể ví dụ cũng như là đất,
có thể ví cho nó là bản thể chân như. Từ đất người ta có thể làm ra nhiều thứ lắm. Ta làm ra gạch để ta xây nhà ngày nay đẹp đẽ như thế này cũng là đất. Đó là duyên khởi, là hiện tượng đó. Rồi hoặc là đất người ta cột, ta cột những cái nẹp, những cái gọi là cái trĩ, cái mầm như mắt cáo vậy đó. Rồi người ta lấy đất người ta nhúng vô rơm, người ta vắt vô, vắt trên mấy cái mầm đó, mấy cái lỗ mặt cao đó, rồi ta tô lại cái nó thành vách, vách đất. Ở cũng 20-30 năm, cái đất gì chắc lắm. Thế thì là cái đất cũng là đất, mà làm ra gạch để xây đẹp đẽ cũng là đất, rồi làm ra gạch men cũng là đất, kể cả thủy tinh mà trong ngần cũng là từ đất mà ra. Rồi nắng ra con voi để chậu kiển chơi, nắng ra lục bình, nắng ra chén tách là dĩa ly, đẹp đẽ đủ thứ để mình cần dùng mà đều phát xuất từ đất hết. Chẳng qua là đất chỗ này thì nó có cái chất cao lanh thì để làm cái chén bát ăn cơm thường, còn thứ cao cấp hơn thì nó thành ra thủy tinh. Còn làm đất thô thì làm ra gạch, còn đất thô bùn thô nữa thì làm ra nhà rơm. Đây, thế thì là nó duyên sanh ra nhiều thứ như vậy, đều là từ nơi đất. Vậy thì đất là ví cho cái bản thể chân như, nó bất biến. Bất biến nhưng mà vẫn duyên khởi hình thành ra là gạch nè, là nhà dấp đất nè, rồi gạch tàu nè, rồi gạch bông nè, rồi kể cả gạch kiểu, gạch tráng men đều là đất hết. Không ngoài đất mà có được những cái đó. Đó là để ví cho cái bản thể chân như cùng với cái hiện tượng tùy duyên mà nó sinh khởi đó, là lai đó. Thành ra khi mà gọi Phật là chữ Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như rồi duyên khởi, là hiện tượng tùy duyên của dạng pháp. Mà cái đó đó là cái tính của cái bản thể và hiện tượng đó đều thanh tịnh hết. À, cho nên là mà Phật là ta lấy cái đức thanh tịnh đó mà ta gọi Phật bằng cái chữ Như Lai. Vũ trụ vạn hữu và sự vật hiện tượng trước mắt ta đều là tự tánh nó thanh tịnh hết. Không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào. Nhưng mà sau đó nó trở thành nguyên nhân đau khổ là tại vì chúng sinh. Tôi nói ví dụ như sắc đẹp, tất cả những thứ bông hoa, những thứ cái mà gọi là quý giá trước mắt mình thấy, tự tánh của nó vẫn là thanh tịnh chân như mà. Nhưng mà sau đó rồi mình mới phát hiện ra, mình cho cái nào quý, cái nào đẹp, mình mới lấy đem về, mình mới làm sở hữu. Từ chỗ đó mới sinh ra nguyên nhân đau khổ, rồi mới có trộm cướp lẫn nhau, rồi mới giết chóc lẫn nhau. Chứ từ cái bản thể chân như duyên khởi ra thì không có cái nào gọi là quý mà cái nào gọi là không quý. Kim cương, hồng ngọc, ở dưới mỏ, ở dưới đất, ở trong núi, trong đá, tự nó vậy thôi, không có gì quý hết. Kể từ khi con người mà chấp cho nó là bảo vật, là quý, thì từ đó nó sinh ra nguyên nhân đau khổ. Mới có trộm cướp, mới có xâm đoạt, mới có giết chóc lẫn nhau. Thanh hương vị xúc pháp nói chung là ta gọi là lục trần, là do vì cái phiền não vô minh của chúng sanh mà nó sinh ra như thế, nó thành ra là nhiễm ô như thế. Chứ tự tánh của vũ trụ, của nhân sinh, của thực vật, của động vật, của khoáng vật đều có thể là tự tánh thanh tịnh hết.